3, 2, 1, 0. Như các bạn đã biết, đường đua F1 của chúng tôi hôm nay đã hoàn thành và đạt được một tháng 15 ngày. Và ngày hôm nay chúng tôi đã chạy thử. Đây là chạy thử các bạn nhé. Chạy thử đường đua xem hiệu quả của nó đến đâu. Chứ không phải là một cuộc đua thật sự các bạn nhé. Và trước mắt các bạn đó là chiếc xe Spectrum và Jaguar 61. Và Jaguar 61 đã khởi động rất chi là chậm, và anh đã luống cuống thế nào và đã ngã. Còn anh Spectrum, anh đua một đường cua rất chi là tài tình và vụng về. Các bạn hãy nhìn lại pha quay chậm để biết xem sự vụng về của Jaguar 61. Anh đã cài số đánh lái thế nào mà đã rơi bình xuống. Các bạn đang xem pha quay chậm của tôi. Thank you.
Nhìn xung quanh. Nhà. Mày. Mày không có lại đi. Ôi trời. Mày phi mẹ. Như các bạn đã biết, chúng tôi đã nói ngay từ đầu đây là một cuộc đua mang tính chất gọi là thử nghiệm khi trường quay của chúng tôi vừa mới khánh thành, nên không thể thiếu những sai sót. Mong các bạn thông cảm vì tay đua chưa thực sự chuyên nghiệp. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh để giúp chúng tôi phát triển nhé. Xin thân ái và chào tạm biệt.